Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những cây rau củ này, của cà rốt, quả cà chua, quả bí ngô này. Hãy cùng tô với mình nha.
ơi, vậy là chúng mình đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh với rất là nhiều màu sắc. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu số tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.